Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng do liên quan đến sức khỏe, tính mạng của nhiều người. Vì vậy, ngành y tế cùng các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực quản lý, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn tập thể. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sindovina, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên có gần 500 công nhân lao động. Để tổ chức bữa ăn ca cho người lao động, công ty đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn với công ty trách nhiệm hữu hạn JNT Food, tỉnh Bắc Ninh. Việc tổ chức nấu ăn được thực hiện tại bếp ăn của công ty theo quy trình một chiều. Thực phẩm cung ứng cho mỗi bữa ăn đều có hợp đồng, giấy chứng nhận an toàn. Nguồn nước cung cấp cho các bếp ăn luôn được kiểm soát, đảm bảo chất lượng. Thực đơn hàng ngày được xây dựng đảm bảo cân đối về dinh dưỡng và phù hợp với điều kiện thời tiết. Đặc biệt, để người lao động yên tâm với chất lượng bữa ăn, công ty đã thành lập đội kiểm soát nội bộ với sự tham gia của nhân viên y tế và cán bộ người lao động, thực hiện kiểm tra, giám sát các quy trình nhập thực phẩm, nấu ăn. Tôi công ty JNT Food là sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các loại giấy tờ như là giấy vệ sinh an thực phẩm, giấy tập huấn vệ sinh an thực phẩm cho nhân viên, giấy khám sức khỏe của nhân viên và tất cả các giấy tờ của nhà cung cấp liên quan cung cấp thực phẩm. Và cũng hàng ngày cũng có cho lưu mẫu và ghi sổ các bước hàng ngày để kiểm thực những cái thực phẩm mình cung cấp cho công nhân hàng ngày. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và ẩm thực Nhật Minh, thành phố Hà Nội đang ký hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú cho khoảng 4 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên với khoảng 4.000 suất ăn một ngày. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh phát triển toàn diện, công ty luôn chú trọng vào khâu nhập thực phẩm đầu vào, đảm bảo rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, an toàn, thực hiện nghiêm quy trình bếp ăn một chiều trong chế biến thực phẩm. Về mặt kiểm soát các cái nhà cung cấp thực phẩm, công ty chúng tôi sẽ thường xuyên có một bộ phận là chuyên đi, tức là định kỳ hàng khoảng một tháng, chúng tôi sẽ có một đợt sẽ đi cùng các nhà cung cấp đến tại các cơ sở mà các cái đơn vị cung cấp thực phẩm đấy lấy hàng, ví dụ như là rau xanh hoặc là thịt cá, chúng tôi sẽ đến trực tiếp tại các cơ sở mà các đơn vị đấy cung cấp và nhận hàng và kiểm tra thực tế các quy trình về gọi là trồng trọt cũng như là chăn nuôi và bảo quản cái thực phẩm đấy. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 3.200 bếp ăn tập thể ở các doanh nghiệp, trường học và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Việc cung cấp bữa ăn bán trú, bữa ăn ca tại các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh rất phổ biến và đa dạng với nhiều hình thức khác nhau như tự tổ chức bếp ăn tại chỗ, mua suất ăn sẵn do đơn vị khác cung cấp hoặc hợp đồng với doanh nghiệp để tổ chức bếp ăn. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng năm ngành y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngay trong tháng 9 và tháng 10 năm 2024, Sở Y tế đã thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra các bếp ăn tập thể, trong đó tập trung vào các bếp ăn bán trú tại các trường học. Tại các buổi kiểm tra, đoàn đã tập trung vào kiểm tra các hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhập nguyên liệu thực phẩm và cơ sở vật chất tại bếp ăn, kiểm tra công tác sơ chế, chế biến, công tác lưu mẫu, bảo quản thực phẩm, chia suất ăn, trang phục bảo hộ lao động của nhân viên bếp ăn trường học. Cái nguồn thực phẩm đầu vào đấy phải kiểm soát chặt chẽ. Đấy, chúng tôi kiểm tra thì thấy là các cái trường học, các cái công ty mà cung cấp suất ăn đấy, thì họ cũng cơ bản họ chấp hành đầy đủ các cái việc về hóa đơn, chứng từ nguồn gốc nhập thực phẩm. Đấy, cũng có hóa đơn và có hợp đồng rất đầy đủ. Đấy, tuy nhiên là cái việc này thì phải kiểm soát hàng ngày. Đấy, cái người trực tiếp sơ chế chế biến phải khi mà nhập hàng thì phải kiểm tra bằng cảm quan. Kiểm quan đối với những thực phẩm mà nó có cái dấu hiệu mà không đảm bảo thì mình phải có cái biện pháp mình thay thế ngay. Đấy, và cái câu kiểm tra hàng ngày cực kỳ quan trọng quyết định đến cái chất lượng bữa ăn. Qua công tác thanh tra kiểm tra cho thấy đa số các bếp ăn bán trú đã chấp hành quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm như thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho người quản lý và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm.
ký hợp đồng và giám sát đối với đơn vị cung cấp thực phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sơ chế, chế biến thực phẩm đảm bảo theo quy định. Thì nhà trường đã thành lập cái ban chỉ đạo để giám sát về cái việc mà công ty cung cấp và nấu ăn trưa cho học sinh tại nhà trường. Đó là vào các cái buổi sáng thì nhà trường sẽ phân công các cô đến giám sát việc cái việc nhập nguyên vật liệu thực phẩm về cái xem là về cái cảm quan của mình xem là các cái thực phẩm đấy nó có đảm bảo yêu cầu hay không. Rồi là nhà trường cũng có giám sát cái việc sơ chế của nhân viên nhà bếp. Trong khi sơ chế và trước khi ăn thì nhà trường cũng có kiểm tra. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh và yêu cầu nhà trường phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện khắc phục. Các lỗi thường vi phạm trong các bếp ăn tập thể cũng như là trong quá trình chế biến thức ăn, như ví dụ như là nhân viên không sử dụng trang phục bảo hộ như khẩu trang theo quy định. Ngoài ra thì cái việc lưu mẫu thức ăn cũng không đảm bảo theo đúng quy định, theo quy định 1246 của Bộ Y tế. Ngoài ra thì còn những cái lỗi như là việc mà sử dụng các nguyên liệu phụ gia thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng ghi trên bao bì. Mặc dù cơ quan chức năng đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm của những cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhưng các vụ ngộ độc tập thể vẫn xảy ra, ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. Chính vì vậy, trong thời gian tới, để giảm thiểu nguy cơ xảy ra ngộ độc tập thể, ngành y tế Vĩnh Phúc và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với bếp ăn trường học, bếp ăn khu công nghiệp, trong đó tập trung kiểm tra nguồn gốc thực phẩm đưa vào chế biến, việc tuân thủ nghiêm quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời khuyến khích người dân, người lao động chủ động tham gia hoạt động giám sát bếp ăn tập thể tại nơi làm việc, tại địa bàn sinh sống, từ đó phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.